nước mắt dày vò trong tôi bấy lâu. Chút ánh sáng chẳng tìm ra nơi ngõ sâu. Máu vẫn nóng dù nhịp tim kia tắt màu. Tìm ai đây, ai sai ai đúng. Gió đã xóa bước chân đêm cuốn đi ngày tương lai. Bóng tôi di vang quanh ta lặng thầm trôi qua. Sống chẳng thể nói lên nỗi lòng người khơi xa. Chỉ còn bao tin yêu anh trong mắt ngờ. Đường trong gai tôi bước đến cõi bút ra phía trước. Với trái tim ngời lên lửa thiên. Nhưng cứ trao một đời biệt ly. Trên đôi vai người tìm công lý. Dù yêu được che lớp bóng tôi quá khứ vỡ nát. Gian dối kia nào ai có hay. Dẫu hiểm nguy biển trời vòng ba. Chào anh Nhân. À, chào Quang Anh, ngồi đi. Thật sự ở đơn vị chúng tôi không được cấp đủ quyền truy cập để yêu cầu nhà mạng hợp tác. Cho nên là chúng tôi cần được sự hỗ trợ từ anh. Có gì đâu, nhiệm vụ điều tra manh mối số là nhiệm vụ của phòng chúng tôi mà. Tôi đã kiểm tra số điện thoại mà Quang Anh cung cấp. Đây là sim rác, không có chủ sở hữu đứng tên. Và số điện thoại này đã mất liên lạc kể từ cuộc gọi cuối cùng mà người nhà nạn nhân cung cấp. Vậy coi như là mất dấu. À, mà tôi còn một đầu mối nữa. Không biết là chúng ta... Tôi cần xem tài liệu kinh doanh của công ty sản xuất linh kiện hôm trước mà anh gửi cho Minh Hùng. Đây là trinh sát Hoàng Anh. Đơn vị của cô ấy đang nhận một dự án điều tra, được nghi ngờ là bắt cóc tống tiền. Chào cô. Hãy mở Facebook của Mỹ Hạnh và coi lại cuộc livestream cuối cùng. Mọi người, thì hôm nay là bên shop em đang có một cái chương trình giảm giá cực là sốc luôn nha. Chỉ cần là trên 500 like thì shop em sẽ mở một cái chương trình, đó là khuyến mãi cực sốc. Khi mà bạn mua 3 combo, 3 bộ đồ thì chúng ta sẽ được tặng một đôi giày cực kỳ xinh luôn. Dạ vâng, em chào anh Tuấn ạ. Dạ chào chị Như ạ. Dạ, anh lấy mẫu nào ạ? Dạ anh ơi, anh đặt gì vậy anh Huy Trần? À dạ rồi, ok anh. Anh cho em thông tin địa chỉ và số điện thoại luôn nha anh. Tài khoản Huy Trần này không có ảnh đại diện. Cách đặt hàng rất là sơ sài. Nhân, kiểm tra kỹ lại xem có phải là nghi phạm hay không. Đây là nick ảo và không có thông tin gì hết. Chúng ta không còn cách nào để điều tra tung tích hay sao? Trường hợp này thì nạn nhân và hung thủ sẽ tự tìm cách liên hệ với nhau để lấy địa chỉ giao hàng. Cho nên chúng ta không thể nào xác định được địa chỉ của chúng. Điện thoại mày đâu? Đây anh. Alo, ai vậy? Tôi đã nói bà không được báo cảnh sát. Tôi không có tiền. Mấy người có làm cái gì đi chăng nữa cũng không có giải quyết được gì đâu. Được, bà giỏi lắm. Nói lời chào vĩnh biệt mẹ mày đi. Hạnh. Mẹ ơi. Con vừa gọi cái gì? Mẹ lời cho bố. Đủ rồi. Hạnh. Hạnh. Ủa mẹ, chị Hai về không hả? Chị Hai chưa có về con. Mẹ nói dối. Nãy không có nghe mẹ nói chuyện cái trời. Ông mẹ em vô nói chuyện cái trời. Nịnh.
Mẹ, mẹ biết là con nhớ chị hai đúng không? Được rồi, mẹ tìm mọi cách mẹ dẫn chị hai về. Nín, không có khóc nhè nghe không? Anh cứu con tôi giùm đi. Bây giờ nó đang gặp nguy hiểm. Sáng hôm nay bọn nó gọi điện cho tôi. Tôi nghe tiếng hét của nó, anh cứu con tôi giùm đi. Bây giờ chị bình tĩnh. Chị ngồi xuống trình bày đầu đuôi sự việc cho chúng tôi biết nha. Chúng gọi cho chị được mấy giờ? Cách đây hơn một tiếng. Chúng đã nói gì với chị? Chúng nói tôi là biết tôi báo cho công an. Cho nên là bây giờ con bé nó gặp nguy hiểm. Tôi nghe tiếng hét của nó. Nó kêu tôi bằng mẹ. Rồi tôi... điện thoại nó tắt luôn rồi. Tôi gọi điện lại mấy lần mà vẫn không liên lạc được. Tôi có đánh lạc hướng. Tôi nói với nó là tôi tìm cách, tôi xin thời gian để tôi kiếm tiền, tôi chuộc con bé mà nó vẫn không chịu nghe. Giọng của kẻ nói chuyện với chị như thế nào? Có tôi như không có biết không? Sao cứ hỏi tôi những câu hỏi đó hoài vậy? Việc của các người là tìm cách cứu con gái tôi về giùm mà. Chị à, bây giờ tôi cần chị bình tĩnh. Và tôi cần mượn điện thoại của chị để xác minh, xác định được vị trí của số điện thoại đã gọi cho chị. Cảm ơn chị. Chào. À, xác định vị trí số điện thoại này giùm tôi đi nha. Có rồi. Cả những thứ này chắc là của nạn nhân. Tôi nghĩ đây không đơn thuần là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường đâu. Tại sao? Tại vì từ lúc bà Đào nhận điện thoại cho đến khi chúng ta có mặt ở đây chỉ chưa đầy 3 tiếng mà chúng đã có thời gian để thu dọn mọi thứ và trốn thoát. Quá nhanh, phải có chuẩn bị từ trước. Đúng. Nếu như vậy thì việc dùng số điện thoại có khả năng định vị vị trí cũng nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Mọi người nhìn nè. Đây là sợi vải ni lông rất giống với loại vải thường dùng để bọc các loại nệm thông dụng trên thị trường. Một vết kéo lê. Theo tôi thấy thì là vừa khít với lòng một tấm nệm đôi. Ở cạnh cầu thang, tôi cũng tìm thấy những sợi tương tự, lẫn trong đó còn có sợi gòn. Khả năng cao là đúng như anh Hùng xem xét, vật bị kéo lê chính là nệm. Ai đó? Là em đó. Cái... Tú, em làm cái gì đây vậy? Thì em làm những chuyện anh cần phải làm thôi. Có cần thiết phải vậy không em? Thì... Ủa, anh đang bắt lỗi em á hả? Anh đang làm việc công. Em lấy việc tư em xen vô việc công. Em đang cản trở người thi hành công vụ đó. Em sao vậy? Thôi bây giờ ngoan đi, đi về đi. Có gì về nhà anh nói chuyện sau nha. Em không đi đâu hết á. Về giùm anh cả đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nếu nguy hiểm thì em càng cần phải ở lại đây để bảo vệ cho anh. Trời đất ơi, em ở lại đây em không có nghiệp vụ, em không có sức khỏe. Bây giờ anh phải, lúc nào anh phải cũng canh chừng em, rồi canh chừng không biết có ai làm gì em không. Em đang cản trở anh đó. Rồi bây giờ anh không hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đi về anh bị đuổi việc rồi sao? Tốt thôi, đuổi đi rồi về em nuôi cho. Em mà cứ vậy hoài là anh chán đó nha. Anh dám? Thì không dám. Thôi
Anh yêu có một mình em thôi, đừng có ghen nữa. Em là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của anh, hiểu chưa? Thầy đây mới tin. Thầy nè, nếu mà anh không yêu em á, anh ra đường anh bị... Thầy được rồi, em tin rồi. Anh đi về được chưa? Tin chưa? Tin. Về nha. Về nha, bye bye dạ. Ê. Hả? Cầm cái nón về. Bye. Ừ. Ê. Cởi áo mưa ra. Ra đường tao tưởng bị khùng á. Ờ, khùng mới vừa với anh á. Bye. Ai vậy? À, vợ tôi. Giải quyết xong rồi. Thôi được rồi, tập trung chuyên môn đi. Hoàng Anh. Rõ. Theo thông tin của bà Đào thì Mỹ Hạnh cân nặng bao nhiêu? Mỹ Hạnh cao 1m6, nặng 43kg. 1m6, 43kg. Sao vậy? Tôi đang suy nghĩ là nếu là một tấm nệm bình thường thì sức khỏe của một người bình thường có thể nhấc bổng lên và đem đi. Đằng này tại sao lại lôi đi để bỏ làm dấu vết như vậy? Chắc chắn trên đó có người hoặc là vật gì đó nặng. Nếu trọng lượng cơ thể là 43kg cùng với cả tấm nệm, vậy muốn mang ra khỏi đây thì phải cần sức của hai người đàn ông trưởng thành trở lên hoặc là nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đặt ra giả thuyết. Nếu như nạn nhân còn sống, chúng sẽ khống chế mang đi. Còn nếu đã gói vào nệm rồi, không lẽ... Cảm ơn nha. Ê, bà Đào, sao rồi, tình hình con bé sao rồi chị? Chị tìm được con bé chưa? Ủa sao kỳ vậy trời? Vậy cảnh sát nói với chị làm sao? Họ nói là họ sẽ điều tra, kêu tôi về đi rồi đợi thông tin. Sao kỳ vậy? Cũng tại chị á. Chị sống khép kín quá, chị không có giao du gì với tụi tôi á. Cho nên hả, trong nhà có chuyện gì á, tụi tôi đâu có giúp chị kịp đâu. Thôi, cảm ơn chị. Hai chị đừng có nói ra nó vô chuyện này nữa. Thằng Phúc con tôi nó không có biết chuyện đâu. Trời ơi, sao không nói cho nó biết? Nó thương con Hạnh lắm mà. Thôi, hai chị ai về nhà nấy nha. Đừng có nói ra nó vô nữa. Nhiều chuyện tội nghiệp tôi nha. Ê, nó nghe nè. Con bà bị vậy mà sao thấy bà bình thản dữ vậy bà? Thôi kệ bà đi. Tôi bà đi về, đứng đây nói một hồi hả? Bà ra bà chữa tiếp á. Giàu có được nhiều mà không hách quá ha. Thôi kệ bà đi. Thôi mình về. Chửi vụ chuyện đứng đây nữa làm gì? Ủa mẹ, chị hai bị bắt cóc hả mẹ? Ai nói với con vậy? Dạ, mấy bạn trong xóm nó. Nè, tụi nó là con nít, nói như vậy là không có được nghe không? Từ đây về sau không có chơi với tụi nó nữa. Mẹ cấm nha, con nít mà nói năng như vậy sao được? Hồi nãy không mới nghe xong, mẹ nói chuyện là mấy cô hàng xóm về vụ của chị hai á. Mấy cô nói là nói người khác, chứ đâu có nói chị Hạnh nhà mình đâu. Còn mẹ là mẹ về cái mẹ thấy mấy cô trước cổng rồi mẹ chào hỏi. Chứ mẹ có nói gì đâu nè. Nè, chị Hạnh đi du lịch mấy ngày chị Hạnh về. Chị Hạnh dặn sao? Ở nhà là phải ngoan với mẹ. Ngoan với mẹ, ở nhà chơi, nghe không? Vậy chừng nào chị Hạnh mới về? Mấy bữa nữa về. Mẹ, chị tối nay mẹ gọi điện cho chị, cho nói chuyện với chị nha. Rồi, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Mẹ gọi cho chị Hạnh để con nói chuyện ha. Dạ. Giờ mẹ mệt rồi mẹ lên phòng nghỉ xíu ha. Dạ. Mẹ ơi. Mẹ cho con đi chơi với mấy bạn nha mẹ. Không. Ở nhà chơi không đi ra ngoài nhà, nghe chưa? Dạ. Chào cô. Từ lúc sếp cấp lệnh cô hỗ trợ chúng tôi chưa thấy cô nghỉ ngơi ngày nào hết. Bây giờ mạng người đang gặp nguy hiểm, tôi muốn những thứ này phải chắc chắn, không có muốn có sai sót nữa hết. Vậy bây giờ cô ăn gì, tôi đi mua cho. Cảm ơn anh. Vậy anh ăn gì tôi ăn đó. Ừ,
đợi tôi xíu nha. Theo như chị đã nói thì con gái chị đã mất tích sau khi thông báo đi du lịch. Tôi biết con bé mất tích khi mà bọn bắt cóc gọi điện đòi tiền chuộc tôi. Trước khi đi du lịch, chị có biết con gái của chị có ý định đi đâu khác không? Con gái của tôi bị làm sao ạ? Chị cứ trả lời câu hỏi của tôi đi cái đã. Tôi nhớ là trước khi đi á, con bé có xách một túi đồ to. Tôi có hỏi con bé là đi đâu mấy ngày mà xách đồ nhiều vậy. Thì con bé có trả lời với tôi là đi du lịch. Còn cái túi đồ đó là giao cho khách bởi vì khách cần gấp. Chỉ vậy thôi à? Vậy chị có biết là con gái của chị bán mặt hàng gì và hôm đó giao hàng cho ai và ở đâu không? Con bé thường hay bán quần áo nam, giày thể thao. Tôi chỉ biết vậy thôi. Chị có nhận ra túi đồ này không? Đúng rồi, cái túi này là trước khi đi con bé nó xách theo nè. Con gái chị có thường hay đi ship đồ như vậy không? Không, con bé chỉ là nhập hàng rồi bán hàng. Còn cái chuyện ship hàng á thì nó có shipper riêng. Thông thường thì cái cậu shipper đó đến nhà của tôi khoảng 2 lần một tuần để nhận hàng rồi đem đi giao cho con bé. Vậy chị có cách nào liên lạc với cậu shipper đó không? Tôi có số điện thoại của cậu ta. Tại vì mỗi lần mà Mỹ Hạnh bận, Mỹ Hạnh có nhờ tôi là đưa hàng cho cậu ta đem đi ship. Cảm ơn chị. Đây là những thông tin quan trọng giúp chúng tôi khoanh vùng điều tra. Ủa là sao? Rốt cuộc là con gái của tôi bây giờ nó đang bị cái gì? Cứ kêu tôi lên đây hỏi hoài vậy. Liệu con gái tôi bây giờ nó ra làm sao, mấy người phải cho tôi biết chứ. Bây giờ chị cứ bình tĩnh, chúng tôi đang trong quá trình điều tra. Tôi hứa với chị sẽ tìm ra con bé một cách sớm nhất. Cảm ơn chị đã hợp tác. Mời chị. Anh làm shipper được bao lâu rồi? Và bắt đầu làm việc với Mỹ Hạnh từ lúc nào? Tôi làm nghề này được 2 năm rồi. Nhưng làm việc với Mỹ Hạnh thì chỉ mới được có 6 tháng thôi. Vậy chuyến hàng gần nhất mà anh giao cho Mỹ Hạnh là lúc nào? Cách đây 3 ngày, cô biết có gọi điện cho tôi nói là có đơn hàng cần giao gấp, ứng 3 triệu. Nhưng lúc đó tôi đang giao hàng cho người khác, nên có báo lại là không chạy qua kịp. Cảm ơn anh. Lần này em giận anh hơi lâu rồi đó. Cả tháng nay không nói với anh lời nào. Bình thường em hay trách cậu Hải Thanh là không tập trung vào công việc. Vậy mà bây giờ em lại không chuyên tâm như vậy. Thử hỏi em có đáng trách không? Huy, em tỉnh lại đi. Anh hứa sẽ không trách em lời nào đâu. Em tỉnh. Chào anh Tâm. Huy à, lần này là cô nghỉ phép hơi bị lâu rồi đó nha. Nói thiệt là thường ngày nghe cô cằn nhằn cử nhử, tôi bực bội khó chịu lắm. Nhưng mà lâu lắm rồi không nghe thấy buồn buồn sao đâu á. Trời ơi, bây giờ cô hãy mau tỉnh dậy đi, đi cùng với anh Tâm quay về trụ sở làm việc nữa. Chúng ta đang dưới một vụ án bắt cóc tống tiền có đường dây. Bây giờ một đống hồ sơ, tôi với Minh Hùng là muốn khùng luôn rồi đó. Bớt bớt cái miệng này dùm cái. Bớt gì? Ở đây là bệnh viện mà. Ủa nãy giờ tôi lớn tiếng lắm hả? Xin lỗi. Ở trụ sở có gì mới không? Dạ có anh. Chúng ta vừa được giao một chuyên án mới, đó là theo dõi đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Ngoài ra còn một vụ bắt cóc tống tiền. Nạn nhân là một cô gái trẻ. Hung thủ kỳ này rất tinh vi. Ngay lần gọi đầu tiên khi gọi tới để hăm dọa mẹ nạn nhân, chúng đã dùng sim rác để chúng ta không thể nào định vị được. Sau khi biết người nhà nạn nhân đã gọi báo cảnh sát, chúng đã gọi lại một lần nữa nhưng lần này dùng sim có đăng ký đàng hoàng. Nhưng tôi chỉ thắc mắc là
khi cuộc gọi bắt đầu cho tới khi chúng ta định vị được và đến điểm tập kết chỉ có 3 tiếng đồng hồ, mà chúng lại có đủ thời gian để dọn dẹp và rút khỏi đó. Tôi nghĩ một là chúng đã có ý đồ gì đó, hai là cố tình thách thức chúng ta. Được rồi, cậu có mang hồ sơ cái đó không? Có. Ra ngoài đi. Đi. Địa chỉ trên túi hàng là giả, số điện thoại cũng là ảo luôn. Có thể vì quá gấp nên nạn nhân chưa kịp kiểm tra trước khi giao hàng. Minh Hùng, cậu nghĩ sao? Theo tôi thấy thì địa chỉ ở trên ngôi nhà quan định vị được và địa chỉ trên túi hàng không trùng khớp với nhau đều nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Để khi nạn nhân giao hàng tới nơi sẽ thấy địa chỉ không trùng khớp, buộc lòng phải gọi lại cho người giao hàng và được chỉ tới một địa chỉ mới. Rất có thể vì giá trị của túi hàng cao nên nạn nhân muốn chiều ý khách hàng. Tôi lấy lời khai và xác nhận thông tin rồi. Ngày Mỹ Hạnh đi du lịch cũng là ngày mà Thanh Super giao hàng cho một người khác. Vì vậy anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Còn theo lời khai thì cách đây 3 ngày Mỹ Hạnh có gọi điện cho Thanh Super nhờ ứng 3 triệu tiền đơn hàng để giao gấp. Nhưng mà lúc đó Thanh không đủ tiền nên đã không nhận đơn hàng. Đây là một kế hoạch hoàn hảo. Chẳng thể nói một lời ta tha thứ nhau, chẳng thể sống một đời oan khiên đớn đau. Tiếng nức trước mồ phần bi thương vẫn vương, bình minh lên hay chẳng nhầm máu. Đã có những lúc ta say không biết mình đang trôi, đã có những lúc buông tay đường dài chia đôi. Bóng đó lấy cánh hoa rơi thương lòng chưa phai, triệt nhận ra lời danh như thành cho ta.